Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho hàng nghìn hộ dân vùng nông thôn vay vốn để xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch và công trình nhà vệ sinh, bảo đảm sinh hoạt hàng ngày. Nhiều năm trước đây, đa số các hộ dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phải dùng nước giếng khơi bị nhiễm arsen để sinh hoạt. Nhưng nhờ được vay vốn từ nguồn ngân sách vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân đã đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh bảo đảm. Trong những năm vừa qua thì cũng được Ngân hàng Chính sách quan tâm để cho vay cái đồng vốn cho bà con, tạo cái điều kiện để bà con xây dựng cái môi trường vệ sinh nước sạch, cũng như là tạo điều kiện cho bà con để đảm bảo cuộc sống, đảm bảo sức khỏe toàn nhân dân trong thôn cũng như trong xã. Cũng có nước sạch sẽ để dùng và cái bên vệ sinh môi trường nó cũng an toàn hơn, sạch sẽ hơn. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân khu vực nông thôn đã được vay vốn để xây dựng trên 270.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, hơn 5.300 lượt khách hàng vay vốn để xây dựng hơn 10.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái ý kiến của bà con nhân dân về đề nghị với nhà nước nâng cao hơn nữa cái mức cho vay đối với mỗi công trình, cũng như là mở rộng các đối tượng được thụ hưởng trên các địa bàn do triển khai cái chương trình nông thôn mới, nên là đã được lên các thành thị trấn. Nguồn vốn vay của chương trình ngân sách vệ sinh môi trường đã tác động trực tiếp, thiết thực đến đời sống của người dân khu vực nông thôn, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, sử dụng nhà vệ sinh đủ điều kiện, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và nhận thức của người dân, từ bỏ một số tập quán sinh hoạt lạc hậu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn văn minh hiện đại.